Thư Kỳ và Thiên Kim rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Vườn Hoa Âm Nhạc Tuổi Thơ của Đài Phát Thanh Truyền Hình và Báo Bình Phước. Mến chúc các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Các bạn ơi, hôm nay Thiên Kim rất vui khi được quay trở lại với chương trình trong một vai trò mới. Lần này Thiên Kim sẽ cùng đồng hành với chị Thư Kỳ giới thiệu một vị khách mời đáng yêu cùng Thiên Kim đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và để biết vị khách mời đặc biệt này có năng khiếu gì thì các bạn hãy cùng theo dõi lên màn hình nhé. Cậu ba, sao cậu ra đây? Cậu không nghỉ ngơi trong phòng đi. Sao sáng giờ con đang út lượng nó hết vậy bà Tư? À, út lượng hả? À, cậu ơi, mấy hôm nó chăm sóc cho cậu đó, rồi nó lây bệnh cậu rồi. Bà cả sợ nó lây cho cả nhà, nên kêu nó ra chờ lá ở rồi. Trời đất ơi, ngoài trời gió không à? Út ở ngoài đó, không ai chăm sóc, đã bệnh nặng hơn rồi sao bà? Dạ. Đứng lại. À, dạ. Con định đi đâu vậy hả? Con có biết á là con vừa mới hết bệnh không? Con Út nó bị bệnh, con qua đó rồi lây bệnh nó thì sao? Nhưng mà tại con Út mới bị bệnh, Út ở ngoài đó không ai chăm sóc sao mà được hả má? Kệ nó. Nè Thúy, bà đứng nói làm gì nữa? Dừng lại gọi thầy Năm cho tôi. À, dạ dạ tôi đi liền. Dạ mà Thúy. Xoay cái lưng qua đây đi. Các bạn ơi, vị khách mời đầy tài năng đã đến đây, ngồi bên cạnh Thư Kỳ và Thiên Kim rồi đây. Thiên Kim ơi, em hãy giới thiệu về khách mời mới này cho tất cả các bạn cùng biết với nha. Dạ được chị. Đây là bạn Gia Huy. Bạn có rất là nhiều tài năng. Ngoài khả năng diễn xuất, người mẫu, bạn còn biết hát nữa đó chị. Đặc biệt là bạn rất đẹp trai. Thiên Kim rất là ngưỡng mộ Gia Huy luôn á. Gia Huy ơi, ngày hôm nay thì chị rất là vui khi mà được trò chuyện với Thiên Kim cùng với Gia Huy nè. Không biết là cảm xúc của em hôm nay như thế nào ha? Dạ, hôm nay em rất vui khi được trò chuyện với chị và các bạn đang xem chương trình. Chị Thư Kỳ và các bạn biết không? Em và Gia Huy quen biết nhau từ khi tham gia phim ngắn. Bạn diễn rất hay và em biết bạn còn hát được nữa đó chị. À, vậy là Thiên Kim cùng với Gia Huy đã từng song ca với nhau bài nào chưa nè? Dạ rồi chị. Vậy thì ngay bây giờ hai em hát tặng cho chị cùng với các bạn đang xem chương trình nha. Dạ thưa chị, bây giờ em sẽ hát bài Tôi Yêu và bài Ngày Xưa nha chị. Chị Thư Kỳ biết không, bài Ngày Xưa ơi là nhạc phim Sáu Mới Đáng Xong có em và Gia Huy đóng đó chị. Phim đang được chiếu trên kênh YouTube của Gia Huy đó chị. Vậy thì bây giờ em cùng với Gia Huy hãy thể hiện lại tại sân khấu phim trường BPTV nha. Thật sự thì em hát không hay lắm đâu chị. Nhưng mà nếu mà chị đã nhiệt tình nói như vậy rồi thì em sẽ cố gắng hát hết mình. Bây giờ chị và các bạn xem chương trình cùng ủng hộ em nha. Trời ơi, Gia Huy của chúng ta thiệt là khiêm tốn phải không Thiên Kim? Dạ. Chị tin là với sự nhiệt huyết của em thì chắc chắn các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ em với vai trò mới này thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Ngày xưa có cánh cò bay lạc.
tròn đeo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dối hòn, chiều hái hoa triền đê. Ngày xưa bên vắng lù luyến con thuyền, chờ người đi xa bờ. Vừa xem sự kết hợp vô cùng dễ thương và đáng yêu của bạn Thiên Kim và Gia Huy. Ngay bây giờ chúng mình hãy tiếp tục quay lại trò chuyện với hai bạn nha. Gia Huy ơi, hồi nãy Thiên Kim có giới thiệu cho các bạn biết, ngoài khả năng diễn xuất, bạn còn là người mẫu nam đáng yêu, biết ca hát. Vậy còn về thành tích học tập ở trường của bạn như thế nào? Chắc các bạn đang xem chương trình muốn biết, bạn hãy chia sẻ cho các bạn biết về thành tích học tập của mình vừa qua. Thiên Kim ơi, chị Thư Kỳ tin chắc là thành tích học tập của Gia Huy cũng cao như là thành tích tham gia nghệ thuật vậy đó đúng không nè? Gia Huy ơi, chị Thư Kỳ nói như vậy là đã đúng chưa? Bạn hãy chia sẻ cho chị Thư Kỳ biết năm nay bạn học lớp mấy và bạn đã đạt được thành tích gì? Mình chào các bạn đang xem chương trình. Mình tên là Trần Gia Huy, mình học lớp 6A4 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Thì trong 5 năm học vừa qua, mình luôn đạt được học sinh xuất sắc. Còn trong năm học lớp 5 thì mình luôn được 10 điểm trong các chương trình tiếng Việt. Đó, Thiên Kim thấy chưa, chị Thư Kỳ đoán đúng rồi nè. Gia Huy của chị học rất là giỏi luôn nè. Chị chúc cho em sẽ càng học giỏi hơn nữa nha. Các bạn ơi, Gia Huy thật là đáng khen phải không nào? Không chỉ học giỏi mà bạn còn tham gia rất nhiều phong trào ở trường. Để tiếp tục trò chuyện với Gia Huy, mình xin mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục với ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ của Gia Huy thể hiện nha. Man.
Các bạn ơi, đúng như lời Thiên Kim nói, Gia Huy của chúng ta không chỉ đẹp trai, học giỏi, diễn hay mà còn hát rất là hay nữa đó. À, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại trò chuyện với bạn Gia Huy nha. Gia Huy ơi, ai là người phát hiện ra năng khiếu diễn viên của bạn vậy? Và ai là người đã hướng dẫn, đồng hành cùng bạn trong hoạt động nghệ thuật vậy? Thật sự thì nghệ thuật đến với mình như là một cái duyên. Những chú ekip thấy mình trên Facebook thì mời mình đi casting thì mình đậu. Thì cũng sau vài bộ phim như thế thì mẹ thấy được tài năng của mình, rồi bắt đầu cho mình tham gia nghệ thuật. Thì trước khi mà mình đi đóng phim á, mẹ luôn chuẩn bị và hướng dẫn cho mình mọi thứ. Vậy là ngoài cái việc đẹp trai ra thì mình còn phải có khả năng diễn xuất thì mới được đi đóng phim đúng không Gia Huy? Chị chúc mừng em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ngoài đam mê làm diễn viên, ca sĩ thì em còn đam mê bộ môn nào nữa không nè? Dạ, em còn đam mê bóng đá, bóng rổ, nhảy, hát, đàn piano và bơi lội nữa chị. Wow, vậy là không chỉ là đảm bảo được cái việc học tập tốt mà em còn có thể cân bằng được cả cái việc là tham gia thể thuật thể thao để nâng cao sức khỏe của mình đúng không nè? Thiệt là giỏi quá đi. Nhưng mà mình có nhiều cái đam mê như vậy thì không biết sau này em sẽ muốn làm nghề gì ha? Thì em cũng chưa tính tới việc đó nữa. Nhưng mà theo em nghĩ có thể sau này em sẽ làm diễn viên, kinh doanh hoặc là dạy đàn. Nhưng mà dù làm nghề gì thì em cũng muốn giúp ích cho xã hội. Wow, ước mơ của Gia Huy thiệt là đẹp đúng không Thiên Kim? Chị Thư Kỳ và Thiên Kim chúc cho ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai nha. Em cảm ơn chị và Thiên Kim. Gia Huy ơi, trong gia đình của em có ai tham gia hoạt động nghệ thuật không nè? Dạ, ba mẹ em thì làm kinh doanh và kế toán. Em còn hai đứa em trai của em, nhưng mà nhà em không có ai tham gia nghệ thuật. Nhưng mà ba mẹ em chính là người mà
hướng dẫn cho em, truyền cảm hứng cho em tham gia vào nghệ thuật và thỏa sức đam mê với nghệ thuật. Bố mẹ em là người truyền cảm hứng. Vậy còn thần tượng của bạn trong hoạt động nghệ thuật là ai? Thật sự thì trong nghệ thuật mình có rất là nhiều thần tượng, nhưng mà người mà mình thần tượng nhất là ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Wow, Michael Jackson có phải là một ca sĩ rất là nổi tiếng đúng không nè? Dạ. Vậy có khi nào mà em bắt chước theo cái phong cách biểu diễn hay là ăn mặc của Michael Jackson không? Dạ, có. Vậy thì đó có phải là cái động lực và để cho em cố gắng để phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn đúng không nè? Dạ, đúng rồi chị. Gia Huy ơi, trò chuyện với em thì chị và Thiên Kim cảm thấy rất là vui và muốn trò chuyện tiếp, không có muốn dừng lại chút nào hết trơn á. Nhưng mà bây giờ thời gian của chương trình sắp hết rồi, chúng mình phải chia tay nhau tại đây thôi. Dạ, thật sự thì em cũng rất là tiếc. Em hy vọng sẽ gặp lại chị, Thiên Kim và các bạn khán giả Bình Phước. Và trước khi để chào tạm biệt chương trình, Thiên Kim cũng không quên chúc cho Gia Huy ngày càng học giỏi và gặt hái được nhiều thành tích tốt trong học tập. Và sau đây Thiên Kim sẽ tặng cho Gia Huy một ca khúc mà Gia Huy thích nha. Chị Thư Kỳ cũng chúc cho Gia Huy sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong cả về học tập và tham gia phong trào nha. Dạ, em cảm ơn chị Thư Kỳ và Thiên Kim rất nhiều nha. Và nhân đây, em cũng xin chúc cho các bạn đang xem chương trình có một ngày thật là nhiều niềm vui. Con kính chúc ông bà, cha mẹ và thầy cô có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Gia Huy ơi, chị Thư Kỳ tin chắc là ngày hôm nay những người thân yêu của em và các bạn đang xem chương trình sẽ rất là vui khi mà nhận được lời nhắn của em nè. Còn bây giờ em hãy nhận quà tặng của bạn Thiên Kim qua ca khúc Hello Việt Nam nha. Mình cảm ơn Thiên Kim vì bài hát của bạn rất là nhiều. Mình cũng cảm ơn bạn vì đã cho mình kết nối với những bạn khán giả Bình Phước. Một lần nữa Thiên Kim cũng xin chúc Gia Huy ngày càng học giỏi và có nhiều fan hâm mộ Bình Phước nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn ơi, ngay sau đây chúng mình hãy cùng thưởng thức bài hát Hello Việt Nam do bạn ca sĩ Nhí, MC Nhí ngày hôm nay Annie Thiên Kim trình bày nha. Còn bây giờ thì Thiên Kim, Thư Kỳ cùng với Gia Huy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Say hello.